Cấm ăn rau mồng tơi, nếu chưa biết điều này, xem ngay kẻo mất mạng thọ non lúc nào không hay. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, không nên lạm dụng quá nhiều rau mồng tơi vì đây là nguyên nhân gây cản trở cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Hãy chú ý tới mặt trái dưới đây của rau mồng tơi để biết cách ăn uống hợp lý, tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này phát huy được những giá trị dinh dưỡng của nó nhé. Cấm ăn rau mồng tơi nếu chưa biết điều này, xem ngay kẻo mất mạng thọ non lúc nào không hay. Mồng tơi đã là loại rau phổ biến được ưa chuộng trong những ngày hè. Một bát canh cua rau mồng tơi có lẽ là tâm điểm thanh nhiệt, giúp giải nóng bức khó chịu, đem lại sự ngon miệng cho người ăn. Nhưng ít ai biết rằng rau mồng tơi ngoài giá trị làm thực phẩm còn có tính dược lý rất cao. Và thời xưa khi người ta chưa biết sử dụng mồng tơi làm rau ăn thì loại rau này đã được dùng để làm thuốc. Theo đông y, rau mồng tơi có vị chua ngọt, tính lạnh, không độc, vào Nam Kinh, tâm, can, tỳ, đại tràng và tiểu tràng. Công dụng chính của rau mồng tơi là thanh nhiệt, hoạt tràng, lương huyết và giải độc. Rau mồng tơi có đặc điểm nổi bật là chứa rất nhiều chất nhầy. Chất nhầy này có hiệu quả giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, kích thích các nhu động ruột và tác dụng nhuận tràng tốt. Chính vì vậy, rau mồng tơi có công dụng đặc biệt trong việc điều trị bệnh táo bón. Những người bị táo bón lâu ngày, phân khô, thường có biểu hiện nặng bụng hoặc sôi bụng, có khi là đau quặn bụng vùng dưới hoặc quanh rốn. Trường hợp này ăn rau mồng tơi hàng ngày sẽ có tác dụng điều trị rất hiệu quả. Đồng thời, chất nhầy trong rau mồng tơi còn có tác dụng ngăn chặn quá trình hấp thu chất béo trong đường tiêu hóa. Chính vì vậy, mồng tơi có rất ích cho những người muốn giảm cân hoặc bệnh nhân có rối loạn mỡ máu. Sau đây sẽ là một số tác dụng của cây rau mồng tơi đối với sức khỏe. Thứ nhất, làm đẹp da. Bên cạnh việc uống nhiều nước để cung cấp nước ẩm cho da vào mùa hè, thì việc thêm rau mồng tơi vào chế độ ăn hàng ngày cũng có thể cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, rau mồng tơi còn chứa nhiều vitamin B, A, C và các nguyên tố sắt, canxi có thể hỗ trợ làm trắng, giảm thâm, cải thiện tình trạng mụn cho da. 2. Ngăn ngừa loãng xương. Rau mồng tơi chứa nhiều canxi, mangan và vitamin K. Đây đều là những nguyên tố quan trọng giúp xương chắc khỏe. Cơ thể luôn đào thải và xây dựng lại mô xương. Do đó, việc ăn rau mồng tơi hàng ngày sẽ cải thiện đáng kể tình trạng loãng xương ở nhóm người cao tuổi. 3. Giảm nguy cơ thiếu sắt. Rau mồng tơi là nguồn thực phẩm giàu sắt, một khoáng chất cần thiết để các tế bào hồng cầu mang oxy đến các khu vực khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể quá ít sắt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này kéo dài có thể làm cơ thể suy yếu, gây chóng mặt và khó thở. 4. Hỗ trợ sự phát triển của em bé. Trong rau mồng tơi có rất nhiều folate. Loại vitamin này có thể ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống ở trẻ sơ sinh. Do đó, bổ sung folic trong giai đoạn mang thai sẽ rất tốt cho sức khỏe của thai nhi. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B6 từ rau mồng tơi cũng rất quan trọng cho sự phát triển của não em bé từ trong bụng mẹ. 5. Giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Lutein và zeaxanthin là các carotenoid có trong rau mồng tơi có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Đồng thời, vitamin A và vitamin C có trong rau mồng tơi có khả năng làm giảm tỷ lệ mắc bệnh đục thủy tinh thể, gây suy giảm thị lực ở người. 6. Rau chất chống oxy hóa. Cơ thể sẽ nhận được rất nhiều chất chống oxy hóa từ việc ăn rau mồng tơi mỗi ngày. Chất chống oxy hóa này có thể hạn chế tác hại của các gốc tự do gây ra cho tế bào. Các tổn thương tế bào do gốc tự do có thể gây ra các bệnh như tiểu đường, ung thư và tim mạch. 7. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Rau mồng tơi cũng chứa một lượng nitrat vô cơ đáng kể. Hàm lượng nitrat này có khả năng làm giảm huyết áp và làm cho động mạch bớt sơ cứng. Ngoài ra, rau mồng tơi còn có kali, có tác dụng hỗ trợ các hoạt động của tim mạch diễn ra bình thường. 8. Phục hồi vết thương. Vitamin C có trong rau mồng tơi có nhiều lợi ích, bao gồm cả việc giúp cơ thể bạn tạo ra collagen, rất cần thiết để phục hồi các tổn thương. Lượng vitamin C này giúp cơ thể tăng lượng sắt hấp thụ từ thực phẩm, rất hữu hiệu trong quá trình điều trị và phục hồi các vết thương. Bài thuốc chữa bệnh có mồng tơi. Thứ nhất, trợ đi ngoài ra máu kinh niên. Chuẩn bị 30g cây mồng tơi, một con gà mái cỡ vừa. Rau mồng tơi nhặt lá, thân và ngọn non, rửa sạch và sắt nhỏ. Gà làm sạch lông, cắt bỏ đầu, chân và nội tạng trong bụng, chặt miếng vừa ăn. Đem gà hầm chín, rồi cho rau mồng tơi vào đun lửa nhỏ thêm 20 phút nữa.
dọn ra chia ăn 2-3 lần trong ngày, mỗi tuần dùng 2 lần để đại tiện thông suốt mà không còn bị chảy máu. 2. Điều trị bệnh trĩ nhẹ. Cách 1. Giã nát một nắm mồng tơi cùng với một vài hạt muối ăn, đắp trực tiếp vào hậu môn 30 phút, thực hiện cách ngày để nhanh thấy được hiệu quả. Cách 2. Nấu canh rau mồng tơi với lá diếc, cua đồng hoặc tôm ăn mỗi tuần 3 lần. Cách 3. Xay nhuyễn một bó mồng tơi với một cốc nước đun sôi để nguội, lọc nước cốt ủ mỗi ngày một lần, trong vài tuần liên tục các triệu chứng sẽ cải thiện rõ rệt. 3. Chữa tiểu nóng, tiểu buốt, tiểu rắt và khó tiểu. Cách 1. Xay nhuyễn lá mồng tơi, lọc lấy nước cốt rồi pha thêm vào một ít nước đun sôi để nguội và vài hạt muối ăn. Quậy cho hỗn hợp hoặc quyện với nhau, uống vào mỗi buổi sáng, kết hợp lấy bã mồng tơi đắp vào bụng dưới khu vực bàng quang. Cách 2. Chuẩn bị 70-100g rau mồng tơi tươi, nấu nước uống thay thế một phần nước lọc trong ngày. 4. Kích thích tuyến sữa ở sản phụ sau sinh. Hầm như gà ác chung với đậu đen rồi cho mồng tơi vào nấu thêm 5 phút nữa. Cho sản phụ ăn khi còn nóng sẽ giúp kích thích ra nhiều sữa. Món ăn này còn bổ sung nhiều sắt, vitamin và chất nhảy, giúp ngăn ngừa tảo bón sau sinh và bồi bổ sức khỏe, dưỡng da, hạn chế rụng tóc. 5. Chữa sưng hoặc nứt núm vú. Rửa sạch vài lá mồng tơi với nước muối, giã nát rồi đắp vào núm vú bị sưng, để khoảng 20 phút rồi dùng khăn lau cho sạch. Thực hiện điều đạn hàng ngày để sát trùng, làm tổn thương nhanh lành. 6. Trị táo bón, nóng trong, giải độc cho cơ thể. Cách 1. Dùng một nắm lá mồng tơi giã nát, đổ thêm vào 300ml nước đun sôi để nguội, lọc nước uống hàng ngày. Cách 2. Chuẩn bị 500g rau mồng tơi, rửa sạch và cắt nhỏ, đem nấu thành canh, nêm nếm gia vị cho vừa miệng, dọn ra ăn chung với cơm. Dùng món này trong vài ngày có tác dụng nhuận tràng, kích thích đại tiện thông suốt, ngăn ngừa và trị táo bón. 7. Trị say nắng. Lấy 4-5 lá mồng tơi giữa nát, đắp vào trán và hai bên thái dương, dùng băng gạc y tế băng lại để giữ thuốc cố định. Nằm yên nghỉ ngơi một lúc sẽ thấy tình trạng được cải thiện. 8. Chữa đầy bụng và ăn không tiêu. Cách 1. Dùng canh rau mồng tơi, rau đay mỗi thứ 10g và một củ khoai sọ, tất cả đem nấu chung với nhau, ăn vài ngày sẽ thấy bụng dễ chịu và nhẹ nhõm hơn. Cách 2. Kết hợp 4 loại rau gồm mồng tơi, ngọn khoai lang, rau đay và rau má nấu canh để ăn. 9. Chữa đau nhức xương khớp. Chuẩn bị 300g giò heo và 200g rau mồng tơi, một ít rượu trắng. Giò heo ninh nhừ rồi cho rau và rượu trắng vào đợi nấu chín. Nêm thêm chút mắm, muối cho vừa khẩu vị. Dùng món này thường xuyên để chữa đau nhức xương khớp do thời tiết thay đổi, do chấn thương hoặc do ảnh hưởng của các bệnh lý về xương, cơ và khớp. 10. Điều trị yếu sinh lý ở nam. Chuẩn bị các nguyên liệu gồm rau mồng tơi, rau má và rau ngót mỗi loại 100g, một bộ lòng vịt hoặc gà. Các nguyên liệu sơ chế sạch sẽ và cắt nhỏ, xào lòng cho chín rồi thêm một tô nước vào đun sôi. Tiếp tục cho rau vào, nêm nếm gia vị, đun sôi trở lại khoảng 3 phút thì tắt bếp. Dọn ra ăn nóng trong bữa cơm để cải thiện khả năng sinh lý, chống xuất tinh sớm, kéo dài cuộc yêu. 11. Kích thích lưu thông khí huyết, chống lão hóa và dưỡng da hồng hào. Lấy vài ngọn rau mồng tơi non, giã lấy nước cốt, thêm vào vài hạt muối, quấy đều để muối tan hết. Thoa hỗn hợp này lên mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. 12. Chữa di tinh và mộng tinh. Chuẩn bị đậu nành, rau mồng tơi, lạc, mỗi thứ một nắm và 1-2kg xương lợn. Hầm xương chung với đậu nành, lạc và đậu phộng cho chín nhừ rồi mới cho rau mồng tơi vào. Nêm gia vị vừa ăn, dùng khi còn nóng. Cuối cùng thêm một ly nước nóng ngay sau khi ăn. 13. Điều trị suy nhược cơ thể và khí hư. Thành phần của bài thuốc bao gồm 100g rau mồng tơi, một con gà ác và một nắm đậu đen. Gà ác làm sạch lông và bỏ nội tạng rồi đem ninh nhừ cùng với đậu đen. Tiếp tục cho rau mồng tơi vào nấu chín, dọn ra ăn nóng cả nước lẫn cái. Dù cho đến khi thấy tình trạng cải thiện thì thêm vào món ăn 2 nắm lạc và một nắm đậu nành hầm chung. Tiếp tục ăn thêm một thời gian nữa để bệnh được khắc phục hoàn toàn. 14. Điều trị chứng chảy máu cam. Rau mồng tơi rửa sạch, ngâm nước muối 15 phút, vớt ra để rau nước. Giã rau lấy nước cốt, dùng bông gòn thấm nước mồng tơi nhét vào bên mũi bị chảy máu, giúp cầm máu nhanh chóng. Chỉ dựa vào công dụng nổi bật này đã thấy rằng mồng tơi là loại thực phẩm quý. Tuy vậy, nếu quá lạm dụng loại rau này vẫn có những hạn chế nhất định.
Hãy chú ý những mặt trái dưới đây của rau mồng tơi để biết cách ăn uống phù hợp, tránh lạm dụng, giúp cho loại rau này phát huy được những giá trị dinh dưỡng của nó nhé. Thứ nhất, giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng. Nhưng nếu ăn kèm rau mồng tơi cùng các thực phẩm giàu vitamin C như nước cam hoặc cà chua thì cơ thể sẽ dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. 2. Gây sỏi thận. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, hợp chất hữu cơ khi đi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển của sỏi thận. Các axit oxalic trong rau mồng tơi làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng phát triển. 3. Gây mảng bám ở răng. Một tác dụng phụ phổ biến nhưng vô hại của việc ăn rau mồng tơi đó là có cảm giác như răng có mảng bám hoặc nhớt. Do trong rau mồng tơi chứa axit oxalic. Axit oxalic có chứa tinh thể nhỏ, không hòa tan trong nước và dễ bám vào răng, nên việc ăn loại rau này khiến bạn cảm thấy có mảng bám ở răng nhiều hơn. Rau mồng tơi chứa chất gây mảng bám trên răng, vì thế sau khi ăn rau mồng tơi, hãy vệ sinh răng miệng sạch sẽ để luôn cảm thấy thoải mái, tự tin trong việc giao tiếp với người khác. 4. Gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ, một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa tới 6g chất xơ. Mặc dù chất xơ cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Từ đó, cơ thể sẽ gặp một số vấn đề như đầy hơi, trớt rút sau khi ăn rau mồng tơi. Vì thế, hãy uống một ly nước lọc đầy sau khi bạn ăn rau mồng tơi để giúp quá trình tiêu thụ các chất xơ trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Cũng chính về đặc tính này của rau mồng tơi nên tỷ vị hư hàn, ỉa chảy, đại tiện lỏng thì nên hạn chế sử dụng. Nếu cố tình sử dụng rau mồng tơi, tình trạng bệnh sẽ càng thêm nặng. 5. Gây tiêu chảy. Nếu bạn đột ngột ăn nhiều rau mồng tơi và ăn liên tục trong các bữa ăn, hệ tiêu hóa của bạn sẽ gặp vấn đề vì sự gia tăng đột biến của hàm lượng chất xơ. Nhiều người có thể bị tiêu chảy, tiêu lỏng, viêm loét dạ dày và tá tràng. Nếu hệ tiêu hóa không tốt, bạn cần lưu ý điều này để không phải chịu hậu quả từ việc tiêu chảy, là căn bệnh khiến bạn mất nước rất nhiều và mệt mỏi kéo dài. Lưu ý khi dùng rau mồng tơi. Khi dùng rau mồng tơi làm thực phẩm hay chữa bệnh, bạn đều phải lưu ý một số vấn đề dưới đây. Thứ nhất, rau mồng tơi kỵ với gì? Loại rau này kỵ với thịt bò, khi kết hợp chúng với nhau sẽ làm giảm tác dụng nhuận tráng của mồng tơi, đồng thời gây đầy bụng và khó tiêu. Đặc biệt, những trường hợp đang bị táo bón mà ăn rau mồng tơi chung với thịt bò thì sẽ khiến tình trạng khó đi cầu càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, bạn cũng không nên nấu phô mai cùng với rau mồng tơi, cả hai nguyên liệu này đều giàu đạm nên khi ăn chung sẽ gây dư thừa năng lượng, làm tăng gánh nặng tiêu hóa cho đường ruột. 2. Những bạn không nên ăn rau mồng tơi. Hạn chế hoặc kiêng rau mồng tơi dưới bất kỳ hình thức nào nếu bạn đang gặp các vấn đề sau: sỏi thận, tiêu chảy, lạnh bụng đi ngoài, đau dạ dày, cơ địa hàn và bệnh gút hoặc tăng axit uric máu. 3. Những lưu ý khác khi dùng cây mồng tơi. Nên kết hợp mồng tơi chung với các thực phẩm có nguồn gốc động vật để giảm bớt tính lạnh của dược liệu. Các món ăn bài thuốc từ rau mồng tơi sau khi chế biến xong nên ăn hết trong ngày, mỗi lần nên hâm nóng lại, tránh để qua đêm gây biến chất và ngộ độc. Chọn rau mồng tơi sạch sẽ để dùng, loại rau không bị nhiễm hóa chất thường có thân, lá và ngọn nhỏ, hơi cứng. Ngược lại, rau nhiễm hóa chất thường có thân to mập, ngọn vươn dài, lá bóng và xanh mướt, nhìn rất bắt mắt. Quý vị khán thính giả thân mến, với 5 tác hại của rau mồng tơi vừa kể trên, chắc chắn các bạn đã biết ăn rau mồng tơi có tác hại gì rồi phải không? Nếu như bạn bị các vấn đề liên quan đến thận hay là bị gút thì không nên ăn rau mồng tơi. Còn bình thường, các bạn có thể ăn mồng tơi bình thường, chỉ cần chú ý không nên ăn quá nhiều và sau khi ăn xong thì vệ sinh răng miệng sạch sẽ không gặp vấn đề gì liên quan đến tác hại của rau mồng tơi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây.